Kia Sorento sản xuất năm 2020 sử dụng động cơ dầu và đây là bản Premium, là chiếc xe mà Trung Tường Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Trung Tường Auto, vua gầm cao, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Xin gửi lời chào tới quý anh chị đã đến với video giới thiệu và chào bán những sản phẩm đang có mặt tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng khám phá về chiếc xe sản xuất năm 2020 Kia Sorento. Xe sử dụng đó là động cơ dầu 2.2 và đây là bản Premium. Quan sát ở phần đầu xe với một chiếc xe 2020, chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe sử dụng đó là hệ thống đèn chiếu sáng, đó là bóng đèn LED và với kiểu bóng chiếu projector giải đèn sáng ban ngày, cũng như là hệ thống rửa đèn pha tự động. Kết hợp với tính năng an toàn của xe trang bị nguyên bản đó chính là hệ thống cảm biến với là hai cảm biến góc và hai cảm biến phía đằng trước. Tuy nhiên, chiếc xe này còn trở nên an toàn hơn với những ai cầm lái, đặc biệt là chúng ta có thể di chuyển trong điều kiện đường xá đông đúc như ở Hà Nội và các thành phố lớn. Khi mà chủ cũ trang bị thêm cho chiếc xe này đó chính là cam 360 độ, giúp cho việc vận hành của chiếc xe này, kể cả là với những chị em phụ nữ với một chiếc xe kích thước lớn, cũng trở nên là dễ dàng. Và với chiếc xe Kia Sorento, quan sát ở phần hông xe thì chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc xe này được trang bị là la răng to bản. Đường kính la răng của chiếc xe này lên tới là 20 inch. Và dàn lốp đang sử dụng trên chiếc xe này là dàn lốp theo xe, có tuần sản xuất là tuần thứ 27 năm 2020. Theo đánh giá của kỹ thuật Trung Tường Auto thì độ dày của lốp khoảng tầm là 75%. Còn về chất lượng nước sơn của chiếc xe này, theo đánh giá của kỹ thuật Trung Tường Auto, đó là trong quá trình di chuyển sử dụng từ năm 2020 với số km lăn bánh đó là 3,4 vạn thì không thể tránh khỏi những vết xước sát. Nhưng về chất lượng nước sơn còn lại tại trên chiếc xe này thì theo đánh giá của Trung Tường Auto còn khoảng tầm là 90%, bởi trong quá trình sử dụng thì chủ cũ đã rất là giữ gìn và chăm sóc chiếc xe Kia Sorento sản xuất năm 2021. Chiếc xe mang biển tỉnh và chiếc xe này thì quý anh chị có thể quan sát ở phần hông xe. Chiếc xe cũng đã được trang bị là một cái bậc lên xuống, giúp cho việc lên xuống của một chiếc xe gầm cao là trở nên là dễ dàng hơn. Và xe được trang bị là gương chiếu hậu là to bản, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, rồi là tích hợp thêm là cam 360 độ. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra chiếc xe này. Cam 360 độ sẽ giúp cho chúng ta quan sát được phần hông xe dễ dàng hơn. Xe được sử dụng là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Chúng ta có thể đóng mở cửa từ vị trí người lái cũng như là hành khách phía đằng trước. Và chúng ta hãy cùng khám phá về không gian nội thất của chiếc xe này. Về chiếc xe thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe sử dụng đó là bộ ghế da với ghế lái và ghế hành khách của chúng ta được trang bị tính năng đó là điều chỉnh điện. Nhưng với vị trí ghế lái thì chúng ta có là nhớ hai vị trí ghế ngồi. Các chi tiết ốp gỗ cũng tạo điểm nhấn và vẻ sang trọng cho chiếc xe này. Còn về hệ thống âm thanh, so với nguyên bản thì chiếc xe này đã được chủ cũ độ thêm đó chính là màn hình Android và có camera hành trình, giúp cho hành trình của chúng ta trên mỗi cung đường di chuyển trở nên là an toàn hơn. Và tay lái được trang bị đó chính là ốp gỗ bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, chế độ lái Cruise Control cũng đã được trang bị. Và chiếc xe này có thêm là các chế độ lái bên cạnh là chế độ lái thông thường, đó chính là những chế độ lái như là Eco và chế độ lái là Sport. Và chúng ta cùng di chuyển đến phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe của chiếc xe Kia Sorento sản xuất năm 2020, và chúng ta quan sát, chúng ta có thể nhìn thấy cũng thấy là vẻ bề thế của một chiếc xe SUV của nhà Kia. Chiếc xe này được thiết kế với là đuôi bô kép. Và chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe này. Tuy nhiên chiếc xe này thì vẫn đang mở cốp sau bằng tay, đúng không ạ? Đây chính là không gian khoang chứa đồ của chiếc xe Kia Sorento trong trường hợp chúng ta là gập hàng ghế thứ 3. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể là gia tăng được không gian khoang chứa đồ bằng việc gập linh hoạt hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3. Hệ thống điều hòa của chiếc xe này có cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi, với từng vị trí ghế ngồi. Và đây là một hệ thống điều hòa là tự động. Các chi tiết như là ốc và đường keo chỉ của trên chiếc xe này thì các chi tiết của chiếc xe vẫn còn là nguyên zin. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Tường Auto thì Trung Tường Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản. Động cơ, hộp số chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu. Còn về chất lượng, đó là những chiếc xe là không đâm đụng, ảnh hưởng kết cấu, khung gầm sắt xi, không ngập nước. Và đó là chiếc xe minh bạch về mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang động cơ của chiếc xe Kia Sorento 2020 lăn bánh được là 3,4 vạn. Chiếc xe sử dụng ở đây đó là động cơ dầu. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng mở cái lắp capo một cách dễ dàng khi xe được trang bị đó là thanh đẩy thủy lực. Với một động cơ dầu giúp cho những chiếc xe của chúng ta là vận hành là bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu.
và chiếc xe này so với các đối thủ trong cùng phân khúc thì quý anh chị có thể thấy là cùng năm sản xuất năm 2020 thì các đối thủ trong cùng phân khúc đâu đó anh chị sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng tầm là hơn 1 tỷ một chút là chúng ta mới có thể sở hữu được một chiếc xe với đầy đủ tiện nghi như chúng tôi vừa giới thiệu với chiếc xe Kia Sorento. Nhưng đến với Trung Tường Auto thì anh chị sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng tầm là 938 triệu là anh chị đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Sorento sản xuất năm 2020 mang biển tỉnh lăn bánh được là 3,4 vạn. Không những vậy, anh chị vẫn có thể sử dụng các gói vay tài chính với chiếc xe này. Điều đó có nghĩa là anh chị sẽ chỉ cần sử dụng với là số tiền khoảng tầm là 330 triệu là đã có thể là mang về cho mình một chiếc xe Kia Sorento với rất nhiều tiện nghi và rất nhiều tính năng an toàn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đến với những video giới thiệu và báo giá những mẫu xe được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy gọi điện đến số hotline của Trung Tường Auto, đó là 0975 79 442, hoặc anh chị hãy đến với Trung Tường Auto tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt để trải nghiệm những mẫu xe. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị và xin hẹn gặp lại trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo.